Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tôm mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tôm bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nhé. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tôm con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đọc lẫn lộn hết lên, chả biết là đọc gì. Wow. Mình chọn màu cam đầu tiên nha. Đây màu đầu tiên của mình nhá. Màu đầu tiên của mình đây nhá mọi người. Mọi người đây là màu đầu tiên của mình. Sau đó thì mình chọn màu tím. Em sợ đi mua đồ ăn đi. Giảm cân. Đầu động ta đâu? Có tiền không? Đây. Có tiền được. Rồi. Đi anh em mình mua. Đây. Đi. Đâu? Đi đâu? Có tiền không không? Đây. Có tiền không? Đến giờ. Đi. Đi đâu? Không. Anh có tiền em nhé. Đi con. Anh cứ chuyển khoản đi con tầm mai em đưa tiền mặt cho. Sau màu vàng là mình chọn màu đỏ nha mọi người. Bây giờ mình chọn màu đỏ nha. Giờ mình sẽ chọn màu đỏ nha mọi người. Đi, đi, không đi. Không đi, không đi, không đi. Không, không có. Mình chọn thế. Một cái này đi ra ngoài. Ê, ê, đóng cửa về. Xong màu đỏ mình chọn màu hồng nha. Mọi người xong màu đỏ mình chọn màu hồng. Giờ mình sẽ chọn màu hồng nhé mọi người. Đi cơm ơn. Đi cơm ơn. Đi. Còn 5 đô. Vậy là bát cơm là ok đấy. Bạn trả em có. Em bảo là em đang chuyện công ty. Không thể lo được đồ đọc là. Chị cứ nhìn thôi. Hả? Em không đọc đâu, chị cứ nhìn thôi là được. 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 Lần này chị quyết tâm rồi cho nên là chúng mày ăn chị cũng không ấy đâu. Đây, cái ông ơi. Bớt được mình ăn rồi. Dạ, đi mua rồi. Đi đâu? Đi con đi rồi. Con cái này. Ở nhà. Tôi nhìn rồi. Tí. Chiều mà chiều đi mà chiều đi học. Chiều có mỗi em đi đây thôi. Lau mặt. Đi đâu? Con đi chơi. Đi 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 đi. Làm tí bim bim nhỉ? Không được. Bim quá. Ai cho ăn mà? Không. Bye bye. Vòng của mình sắp hoàn thành nha. Bye bye con. Nó được cái này vô giờ rồi. Quay quay. Ơ thì quay cũng được 10 điểm lắm. Cô có à, cô còn được 11 điểm luôn đấy. Hả?
Cô được 11 điểm luôn. 11. Thế bạn con được 10, 13. Thế bạn con học dốt thì sao lại được 13 điểm? 10 điểm là cao nhất rồi. Tại có 11 điểm. 11 vứt 1 điểm. Mẹ ốc với ạ. Nhà chị 11 điểm là 2 con 1. Nào, bạn ăn chị con học được. Ôi đừng. Được được 15 con 10 rồi. Thế cơ, nhiều khiếp. Bạn cho con một con 10. Bạn cho con 1 con 10. Chả, thằng nào vẫn phải cho con 10 à? Có. Giờ mình sẽ nối hai đầu vòng lại với nhau nhé mọi người ơi. Giờ mình sẽ nối hai đầu vòng lại nha. Giờ mình sẽ nối hai đầu vòng lại nha mọi người. Cho như vậy. Ra ngoài kia đi. Đấy, mày cười đi. Người đi. Chào nha, mình sẽ đi vào trình tiết tổng hợp. Kỳ cái gì? Ra, đi lên. Mọi người ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Đây là vòng của mình đã hoàn thành nha mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Thì làm chi tiết được con món thế nào nữa.